Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cũng ở chỗ của anh Dũng và cũng có review một số cây kiểng nha bà con. Lấy cái thước chú Tám. Dây sao lưng. Rồi, chào anh Dũng ơi. Rồi, xin chào anh em ha. Hôm nay mình có lên là 15 phôi nha, nguyệt quế bông trang mai vàng luôn nha anh em. Mai vàng xù luôn ha. Chút thứ nhất là cây số 1 ha anh em. Mình quay vòng nè. Mình quay vòng đi ha. Dạ. Cây này nó cũng sống khỏe nghe anh em. Nó ra cũng 2-3 chập rồi đó. Cây này nó hai thân mà cũng khéo nghe anh em. Rồi ha, mình đo chiều cao ha. Rồi. Chiều cao của nó là 1,5 m nha anh em. Rồi, cành phóng nó hư ha. Cành phóng nó cỡ chừng 1,2 m à. Nó thoát thân nó là 62. Cái độ nôm của nó là 26. Rồi. Rồi ha, nó có lỗ trong này nha anh em. Lỗ mình cũng đục cho nó sành, mình sức hết trơn ha. Thành đá hết ha. Thành đá rồi. Cái này không có mục. Rồi cây này nó nằm dài ha. Để đo cái nó nằm dài ra coi. Nó nằm dài ra 70 nha anh em. Dạ. Rồi ha, em quay ha. Quay anh em coi kỹ ha. Này nó dài dữ lắm, nó dài rồi. Nó chỉ có bị lửa ngay đó thôi. Dạ, chứ dạ, đâu bị lửa đó thôi anh. Các chỗ dạ lên nu hết trơn. Các chỗ khác là liền lặn hết ha. Dạ liền hết. Nè. Dạ. Vậy em đo tổng cái cục lửa này luôn ha, chân này ha, là nó 70. Dạ. Đo xích lên trên thử ha. Rồi đo xích lên trên ha. Xích lên trên này nó là 63 ha. 63. Dạ. Rồi cây số 1 nè, là cái cây đầu clip giao lưu với anh em là 11 triệu rưỡi ha, bao sống bao ship luôn ha. Số điện thoại của em là 0981117055, số Zalo luôn nha anh em. Rồi ha. Rồi xuống chú Tám ơi. Xuống giùm anh Út. Đây nè Út. Cây nặng. Đây nè Út. Rồi tiếp tục là cây số 2 là cây nguyệt quế tàn anh em. Cây này đa thân. Này nó rụng lá nó ra đọt rồi đó nha anh em. Thử ha. Cây này ngang chắc cả 2 m đó anh em ơi. Chiều cao nó chắc cũng 2 m luôn. Rồi em quay ha. Cây này nó đa thân. Rồi em đo cái cụm chân này ha, cái củ chân này ha. Củ chân này nó là 46. Rồi. Đo tổng luôn nghe anh em. Tổng luôn nó cũng hơi lớn à. Tổng luôn là nó 67. Đo cái thân một thân nó thử coi. Hai mươi hai anh em ơi. Dạ. Rồi quay vòng vòng rồi ha, cây số 2 nha anh em. Cây tàn em bao sống bao ship luôn ha. Cây nguyệt quế số 2 lá trung bông chùm, em giao lưu với anh em là 6 triệu. Cây đa thân nha anh em. Bao ship sao luôn anh? Bao ship toàn quốc luôn. Trời. Tiếp cây nữa anh Út ơi, tiếp 2 cây nữa anh Út. Rồi
Rồi được rồi, được rồi. Rồi tiếp tục là cây số 3 nha anh em. Này nguyệt quế lá nhỏ nha anh em. Bóng chùm. Chiều cao nó cả 2 mét nha anh em. Dạ, tán ngang luôn anh. Tán ngang nó cũng cả 1m8. Dạ. Rồi ha, này, cây này một thân hai nhưng mà đó ta không sửa, nó cắt nè. Ra chi ra nhánh tùm lum hết. Này nó cũng nằm ở xuyên xuyên. Rồi ha, em đâu hoành ha. Dạ. Hoành chân vị trí này nha anh em. 39. Là 38, 38 rồi, 38 đi. Đó, không quay vòng cái này nó cũng còn cái cũ với nghe anh em, về trồng cây nó khỏe rồi mình môi xuống chút nữa nó còn lớp rễ với nữa ha. Nè, nó còn nhóc dưới chân nè. Này mình chưa môi ha. Dạ chưa môi á. Dạ. Này cái cũ nó cũng lớn. Rồi cây số 3 em giao lưu với anh em là 7 triệu ha. Là em bao sống bao ship luôn ha. Số điện thoại của em là 0981 117055. Số Zalo luôn nha anh em. Lá nhỏ da trắng bông chùm nha. Tại cái da này em chưa có lau sạch thôi. Rồi rồi xuống nha. Tiếp bên ông Bình. Thả vô đó luôn. Rồi sát vô chú Thắng. Rồi tới cây số 4. Tới cây số 4 nha anh em. Tiếp tiếp. Hai ông bên. Hai ba. Rồi. Rồi tiếp tục là cây số 4 nha em quay nha. Quá trời. Rụng lá nè. Rụng lá là cây nó khỏe đó anh em ơi. Rồi ha. Chiều cao nó cỡ 2m2 đây nha anh em. Trời. Tán ngang nó cỡ 2m. Còn quay á, cây này người ta cũng có sửa. Nhà vườn tới không sửa không được khéo thôi. Nằm á xiên. Rồi em đầu hoành ha. Hoành chân vị trí này là 40 nha anh em. Đo xích xuống dưới lớn nữa. Rồi, thoát thân nó luôn thử anh. Thoát thân nó có 17 anh em ơi. Dạ. Cây lùng. Lùng lực. Rồi cây số 4 này em giao lưu với anh em là 8 triệu ha. Em bao ship nha. Bao ship toàn quốc luôn. Xuống. Rồi nắm thẻ lên đi chú á. Rồi, cây số rồi tiếp tục là cây số 5 nha anh em. Cây bông trang đỏ lá nhỏ nha. Chiều cao cả 1m3. Tán ngang 1m gỡ. Em quay ha. Cây này cũng đa thân anh em. Nhưng mà không có môi đế nè, dàn đế dưới nó cũng còn nhiều lắm. Cây khỏe hả môi anh em ơi. Về em đo tổng hoành ha. Đo tổng trước. Tổng trước cái đi. Tổng trước nó là 45. Dạ. Đây đại diện bìa bên đây đi. Cây bự, đây đi. Cây bự nhất ha. Dạ. Cây bự nhất là 17. Tính 16 đây. Rồi. Rồi ha, tàn đẹp nha anh em. Rồi cây bông trang đỏ lá nhỏ này giao lưu với anh em là 4 triệu rưỡi em bao ship bao sống luôn ha. Xuống cho tám ơi. Để xích bên đây chục nè. Kéo cái dù vô trong chút chú tám ơi. Kéo đi, kéo cái dù đi.
Rồi. Rồi tiếp tục là cây số 6 nha anh em. Bông trăng đỏ lá nhỏ luôn ha. Cây này thần chậu nha. Rút chậu ra nha. Rồi em đo cái chiều cao nó ha. Cái chiều cao nó 1m6 đó anh em ơi. Tán ngang 1m5 luôn. Này cũng đa thân ha. Cái số 6 này như tiền lâu tiêu à. Rồi em đo tổng luôn ha. Tổng nó là 37. Rồi, cây đại diện bì ở đây luôn đi anh. Cây bì ở đây luôn đi. Dạ, nó cũng có chênh lệch chút lên. Chênh lệch chút xíu vậy. 15. Thì mấy thằng này cũng 14, 15, 16 đây. Dạ. Rồi cụm trang đỏ lá nhỏ này em giao lưu với anh em là 6 triệu rưỡi ha. Là em bao sống bao xếp luôn. Cái này sống khỏe rồi. Đâu gì đâu. Xuống cho tao mà. Tiếp tục là cây số 7 nha anh em. Cũng trang đỏ luôn. Lá nhỏ luôn. Cao nó chừng 1m2 anh em ơi. Ngang nó 1m. Tổng hoành nó là 39. Trời, cái này chắc 78 à. Quanh gần 11 mà 10 hết anh em ơi. Rồi. Rẻ mà. Rồi trang đỏ cây cây số 7 này em giao lưu với anh em là 1,8 triệu ha. Em bao ship ha. Nhắc vô. Để đây đi. Về mấy ghế ra. Nhắc nó lên. Rồi tiếp tục là cây số 8 nha anh em, là cây mai vàng sù nha anh em, dáng thú. Cây sống khỏe nữa rồi, nếu mà mấy rồi em lặt lá luôn nha, để cho anh em thấy cây nó sống khỏe. Em nói chiều cao ha. Chiều cao nó là 30. Hoành trăng vị trí này nha anh em. 31 đi, 32 đi. Rồi nó nằm dài là con thú nó nằm dài ha. Nó nằm dài là cỡ 33. Nó xù nha anh em. Xù hết mình rồi. Hết đây luôn rồi. Chỉ có cái này nó chưa thôi. Nè xù nè, anh quay xù rồi. Nè xù nè anh em. Xù ha. Rồi cây số 8 này cây mai vàng nha anh em. Giao lưu với anh em là 3,5 triệu. Em bao sống bao ship. Dạ. Rồi tiếp tục là cây số 9 cũng mai vàng nữa anh em. Này nó muốn sù nu nè. Già quá trời già. Rồi chiều cao nó là 93. Quay vòng ha. Dạ. Để cũng quay quái cho nó có lượng. Đang lên sù ha. Đang lên sù nó nu hết trơn nè. Mấy cái này nó sành lá hết trơn nha anh em. Không sao đâu, không có gì hết. Cây mà có bọng gì là em trả lại em đền tiền luôn cho nha. Cái nào nó hư thì mình nói hư, cái nào không hư thì mình nói không hư. Rồi cái hoành trăng vị trí này nha anh em, 32. Dạ. Còn đo xuống dưới này nó bự lắm nha anh em. Nhưng mà đo bỏ cái cũ đó luôn, mà đo dưới này nó tới 38 rồi. Dạ. Rồi cây số 9 này em giao lưu với anh em là 2,8 triệu ha. Em bao sống bao ship. Rồi tiếp tục là cây số 10 nha anh em. Cái này nó nu được 2 cục nè.
Chiều cao nó 100. Dạ, nấu đâu anh? Nè. Dạ. Này xù nấu à. Này xù này nó muốn chảy xuống. Cái nấu á. Làm đo cái eo chân này ha. Eo chân này 26 nha anh em. Dạ. Cái nôm của nó 20. Rồi cây số 10 cũng là cây mai vàng nha anh em. Em giao lưu với anh em là 2,5 triệu, đế 24 giờ luôn nha anh em. Không có chỗ nào thiếu hết trơn á. Rồi xuống chú ta. Rồi tiếp tục giao lưu với anh em là cây 11. Cây mai vàng. Có dáng bay ha. Cây này dáng bay cũng khéo nè. Chiều cao là 75. Cành bay. Cành bay 70. Em quay vòng nha. Này đế cũng đều nha em, đế này chân cua nha, uố không à. Nó có bị ấy chân này nha, nhưng mà nó sành đá nha anh em, em sức em cạo nó hết là nó sành. Đó nó rủa hay là chày? Không, nó cái này nó cũng như hồi trước người ta trồng người ta bẻ hay gì đó nó bị ấy thôi. Bị tét da ha. Tét da rồi nó bị gì? Dạ. Lâu rồi nó bó lại. Rồi cây 11 này em đâu hoành luôn ha. Rồi hoành chân vị trí này là 29 nha anh em. Dạ. Rồi cây 11 giao lưu với anh em là 2,5 triệu, em bao sống bao ship ha. Số điện thoại của em là 0981117055. Em để lá này cho anh em thấy cái cây nó sống khỏe ha, lá già đó. Dạ. Nữa có gì em lặt hết. Đây được rồi. Rồi tiếp tục là cây 12 là cây tứ quý nha anh em. Tứ quý cũng có cái dáng bay nè. Rồi em đo chiều cao ha. Chiều cao của này là 128. Dạ. Cành phóng ra là 72. Thoát thân của nó là 30. Để đo ngay chân cành phóng này xuống nghe anh em. 58. Chi cành có ha, cây tứ quý này chi cành có ha. Cây này nó nhỏ mà nó cũng già. Để nó quay quay nè, giống con thú hay gì đó. Em đo cái hoành ha. Rồi hoành trên vị trí này là 26. Dạ. Rồi cây 12 này em giao lưu với anh em là 1,9 triệu ha. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống chú ta. Thấy không đó cũng được. Rồi tiếp tục là cây 13. Mấy dạng lấy cái đầu chim cái cây. Cái cọ đó. Trước mặt kìa. Rồi cây 13 là cái này chật nha anh em. Cái này cũ xù nha. Cái này xù cũ à. Chi cành có ha. Chi cành tứ diện hết ha. Chiều cao của nó 103. Là cây sống khỏe lá tốt nha anh em. Cây này em bao là 79 cánh nha anh em. Mấy cây nãy em không thấy bông, cây này em thấy bông nha. Có thể nó đốc nó ra 12 cánh luôn á. Cái này nghi nghi thằng giáo ghiên mà không biết khoái không à. Mình thấy mặt bông ha. Dạ cái này thấy mặt bông. Mình báo 79 thôi. Ra 12 là hai tầng ngon. Xù luôn ha. Rồi xù xù này xù cũ nó tới đây nè nha anh em. Nè cái củ nó xù nha, củ xù tròn luôn, xù đặc luôn nha. Yeah. Em đo chiều cao ha, nãy đo chưa không biết, chưa quá. Chiều chiều cao 102. Yeah. Cái hoành nó em đo trên này ha, đo trên này nó là 27. Yeah. Rồi cái củ xù ha. Cái này là cái củ xù nghe anh em. Củ xù nó 41. Dạ, thoát thân thử. Nó thoát thân là
Thoát thân là 42. Rồi em quay vòng báo giá ha. Là cây 13, cây mai vàng, bông 9-12, xù cũ. Cây này em giao lưu với anh em là 4 triệu ha. Em bao sống bao ship luôn nha. Dạ. Ôm lên luôn. Rồi tiếp tục là cây 14 nha anh em. Là cây mai sù nha. Đế 24 giờ luôn, đế quá trời đế luôn. Em đo chiều cao nữa ha. Chiều cao nó là 84. Nè sù này nha anh em. Nè quay nè. Đó, đó nó sù nguyên cái tủ cái đầu. Rồi sù nách ở dưới chảy luôn nha anh em. Chảy hai bên luôn nè. Cây này không có một bọng gì trơn nha anh em. Các nách này cũng xù luôn. Dạ dạ, xù chảy xuống luôn đó anh. Cái này mà nuôi chừng 3 năm nữa thôi nó chảy xù thấy thương. Nó mới lên nổi. Đế này đế 24 giờ hơn 24 giờ nữa nha anh em ơi. Trời hoành không đi. Cao rồi, cao rồi. Cao rồi ha. Giờ em đâu hoành ha. Hoành chân vị trí này nè là 26 đi. Dạ. Đo dưới này thì nó cũng hơi lớn thôi đi. Rồi cái đế ngang nó là 50 nha anh em. Đế 24 giờ luôn á. Đế đẹp luôn á. Rồi cây 14, cây sù 14 này em giao lưu với anh em là 5 triệu ha. Bao sống bao xếp luôn, cái này lá nó còn sống, nó sống khỏe nè anh em, nó bông luôn nè. Tại mình để lá gì cho anh em thấy chứ để không thôi nó anh em nói cây nó si. Dạ. Rồi xuống chú tắt. Cây số 15 ha. Rồi cây số 15 là cây cuối clip nha anh em. Cũng là cây mai vàng. Tứ diện. Dáng hơi xuyên mà nó tứ diện luôn nè, nhánh nó đóng đều luôn. Một bầy đó mà sao mà nó cũng nu nu thôi chứ không có dám nó xù. Thấy lạ lạ. Rồi, này chiều cao khoảng nhiêu anh? Chiều cao cái này có khoảng chừng 2,5 m anh em ơi. Nó thoát thân cái ha. Thoát thân 53. Này nói chung là cây này trồng là chơi mùa một nha anh em. Là tàn thông rồi. Đường kính nha, đường kính rễ ha. Đường kính rễ nó 46. Hoành không đi. Nó hoành luôn ha. Hoành chân vị trí này là 32 nha anh em. Rồi em quay vòng em báo giá ha. Tiêu rồi. Rồi cây cuối clip này em giao lưu với anh em là 3,5 triệu ha. Em bao sống bao ship luôn. Số điện thoại của em là 0981117055. Số Zalo nha anh em. Rồi cảm ơn anh em trong thời gian qua ủng hộ em. Xin chào tạm biệt. Rồi chào anh Dũng luôn. Rồi tên là TK Bonsai. Xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.